kính chào tất cả các bạn quay lại với kênh Anh Đêm Miền Tây nha. Hôm nay cũng là ngày thứ năm ngày 8 tháng 2 nha các bạn. Cũng là ngày 29 Tết ha. Thì mình vẫn chưa về quê nha các bạn. Và chạy Tết ha. Thì bây giờ được cái ở đây là đường Dương Cát Lợi đúng không? Bây giờ mình mới vừa bật app ở nhà thì được chuyến giao hàng nữa các bạn. Sáng thì ở quê đi lên. Hôm qua mình về quê có việc nha bạn. Coi 90 rồi đâu. Mới ra đường bị chữ rồi bạn ơi. Chú qua lộ thì mình đang chạy. Chú qua thì chú qua xong chú chửi mình là đi ngó điện thoại không. Cũng đúng mấy anh shipper đi đó ngày ngó điện thoại không. Đôi lúc mình cũng bị bạn. Cái đường này là cái đồ điện tử nha bạn, phí ship là 55.000 ha. Giao về trận tiên soạn. Mấy ngày Tết này chạy sợ nhất là các bạn biết giao cái gì không? Giao hoa. Mấy ngày Tết này một khách đặt giao hoa là thua luôn. Chở thì nó dập, nó cồng kềnh mà. Nặng thì nó không nặng nữa. Nhưng mà nó rất là cồng kềnh và khó chở. Mình có đi mua hoa rồi mình chở bằng xe máy mình biết các bạn. Chứ mình đặt hai chậu bông vàng thọ là xong. Thứ hai ở đây. 53 47 giờ số chẵn bên tay trái mình ha. Chạy không thấy số 38 thôi. Chờ. Chờ. Vô về trận sổ. Vậy là lấy xong nha bạn. Trên này là giao cái cục sạc của xe điện nha bạn. Rồi nãy chỗ cái chủ nhà mình lấy là có chiếc xe điện của VinFast ô tô điện á. Rồi mình mở túi rồi mình kiểm tra thì đấy nó là cái cục sạc nha bạn. Giao về trần sọn á. Mình có xe ở 100% pin nha bạn. Và để coi chạy những ngày Tết thì khách có đông hay không. Và chạy 100% pin thì kiếm được bao nhiêu tiền. Mình chạy hết hôm nay với ngày mai nữa thì buổi chiều mai mình tiếp tục về quê vậy ha. Qua mùng thì sắp xếp thời gian rồi lên chạy 1-2 ngày nữa nha các bạn. Bây giờ 29 rồi mà các bạn thấy chính rồi mà đi theo những cái con đường này thì thấy hoa Tết còn rất là nhiều á. Hoa và dưa hấu nha bạn. Kiểu như bán mấy cây mai á, nếu mà còn lại thì chăm sóc năm sau hoặc 2-3 năm sau bán nữa vẫn được, chăm sóc lại vẫn được á. Còn chẳng hạn như vàng thọ, cúc đồ này kia đó, mấy cái cây đó thì nếu bán không được thì qua Tết thì đâu có sử dụng được nữa, nó tàn hết rồi. Dưa hấu nữa ha. Dưa hấu mà tới 30 mà bán thấy không hết là coi như xong rồi đó. Chuẩn bị xuống tay đập. Còn dưa hấu chân thì cái nó to quá. Người ta mua người ta cũng mua dưa trái dài các bạn, dưa ăn thì tao mua dưa trái dài cho nó ngọt. Mua chân thì chủ yếu mua dưa tròn cho nó đẹp. Rồi dưa chân thì 30 mà bán không hết thì nghĩ trong 31 chắc người ta cũng phải xử lý thôi chứ. Cái đâu thế nào bảo quản mà bán tiếp mày. Không biết là mấy anh bữa nay anh em chạy có đông khách hay không đó. Chứ đường Sài Gòn bây giờ vắng lắm rồi nha. Các bạn học sinh sinh viên với bà con nội tỉnh thì đi làm công ty thì bây giờ người ta đã về quê cũng hết rồi. Mình cũng năm đầu tiên mình nghỉ công ty mình ra mình chạy xe công nghệ, bây giờ 29 Tết mình vẫn còn ở Sài Gòn các bạn. Chạy thử một năm coi. Thì chạy kiếm ít chồng rồi quê lì xì mấy đứa cháu hết rồi. Với tiền xe lên xuống nữa. Giờ gọi không nghe máy.
Dạ luôn. Em bên Sanet em giao cái cục sạc xe đó chị. Cái cầu cua vô hả? À, địa chỉ số bao nhiêu chị? Dạ thanh toán rồi. Bút địa chỉ chính xác thì em chạy tới nơi luôn rồi. Sẹt 66, sẹt 5 nữa em chạy tới chỗ luôn rồi. Nhiều người đặt xe ngộ lắm mày. Địa chỉ chính xác thì nếu mà đặt không được thì ghi chú thêm cho tài xế, nhắn tin cho tài xế là sạc bao nhiêu nữa tài xế tìm tới á, rồi người ta biết người ta đã đi đúng chỗ hay chưa. Rồi cái này là khách đặt tới 793 sạc 66 mình đến đúng địa chỉ rồi, mà khách kêu chạy thêm 50m nữa anh thấy cây cầu á, mà nhiều khi mà nó thấy địa điểm mà nó thấy là ở khu vực đó thì nó có 2-3 hướng gì đó, xong rồi các bạn biết chạy đường nào. Sợ thiệt. Chuyến này là bay nha các bạn. Mới vừa giao xong hàng thì được chuyến tiếp theo. Nãy giờ chờ khách chắc cũng 15 phút rồi. Rồi bồi mình trực quá anh chị. Đau gặp xe cao nữa. Đúng rồi. Sao ạ chị? Nó cao quá. Cái cao quá thì mình bước qua bình thường. Hồi trước thì em cũng đặt xe này về quê đi ra bến xe. Đặt chúng xe lùn em bị buồn. Em đi với con em nữa. Xong hai cho con ngồi đâu có đủ đâu, yên ngắn quá. Chiếc xe nhỏ. Mình chạy này mình đi mình cũng ủng hộ luôn. Đặt dính xe nào đi. Dạ. Đặt dính xe nào đi xe đó thôi chứ. Chúng bên phải dễ hơn. Dạ. À, vịt cơm gì? Chị quét mã QR không? Đây. 37.000. Rồi qua. Chúng mình phải vậy. Rồi, cảm ơn chị. Chỗ này cũng là bãi xe luôn mà. Mua trái suối đổi tiền. Một lòng. Chưa tới. Nè, em gửi tiền thôi. Của anh 123 không? 123. Ra đưa 10.000 đấy. Để thiệp cho em à? Cảm ơn.
Nãy giờ chạy được 6 chuyến nha các bạn, từ lúc ra xe tới giờ. Lúc ra xe là 4 giờ các bạn, cho đến bây giờ là 19 giờ 44, 7 giờ 44 tối ha. Thì chạy được 6 chuyến rồi. Nói chung là chạy cũng có khách liên tục chứ không có nghỉ nha các bạn. 6 chuyến 370.000. Pin bây giờ còn 39%. Rồi trừ khi nào nhận được một chuyến quay về nhà luôn á thì mới đủ pin thôi, chứ một chuyến đi vòng cái nữa là cũng không đủ pin các bạn. Mình đang ở quốc lộ 1A ha. Gần ngã tư An Sương nha các bạn. Chung là Tết chạy cũng được á, khách cũng đi cũng nhiều á. Đây có cái đơn hàng giao đi phải không anh? Thành Xuân, quận 12. Cái này á? 65 ngàn. Đúng rồi, 65 ngàn. Cái này có gì dễ quở không anh? Có mút nè, chèn sửng không? Pin thì sắp hết rồi, còn 34% nha bạn. Rồi nhận được cái chuyến giao hàng tới 14 cây. Chạy xong chuyến này là hết pin luôn á. Nay chắc phải tìm chỗ sạc ngoài đường rồi. Mà Tết không biết có chỗ sạc không đây. Chuyến này giao về Thành Xuân, quận 12 á. Phí chuyến này là 56.000 nha bạn. Đang gàn phía sau lưng đó. Thầy bật giao hàng cho nên là cũng chuẩn bị sẵn con dây gàn trong cốp các bạn. Khi nào cần thì hàng không cần thì lấy ra gàn. Chứ thôi nhận đơn xong rồi chạy tới chỗ nhận hàng cái không có chở được, không có gàn được. Dạ chị ơi, em tới tiệm tóc Kim Hương rồi á. Dạ con. Gửi đó, nó gửi cho chị Loan phải không? Được rồi. Ôi trời ơi. Cho em gửi cái lo cho chị Loan á. Dạ 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 rồi rồi. Để trong luôn á. Vâng, anh chụp đấy đó. Để làm cho. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, thanh toán rồi. Bây giờ là 21:30 nha các bạn. 29 Tết rồi ha. Và mình chạy chiều giờ được 7 chuyến ha. Thu nhập là 435.000. Và bây giờ mình đang ở Thành Xuân, đường Thành Xuân 22 ở quận 12 các bạn. Ở đây đồng ruộng mà giống như ở quê vậy đó, làm nhớ nhà quá. Thì bây giờ pin nó chỉ còn 24% thôi. Không có đủ để mình chạy về nhà bè ha. Thì mình sẽ tìm cái trạm sạc nha các bạn. Thì chạy cũng lâu rồi nhưng mà chưa chia sẻ cái vụ chạm sạc đến cho các bạn ha. Thì đây là cái app sạc pin nha các bạn. VinFast Quarter gì nè. Đó thì lúc mình vào đây ha, cái này mình có tài khoản nha các bạn. Vào đây thì mình chọn bên dịch vụ ha. Các bạn chọn qua dịch vụ, sau đó các bạn chọn vào cái chỗ nào đâu ta, chạm sạc nè. Đó thì các bạn sẽ nhận được những cái chạm sạc đang hoạt động ha. Những cái màu đỏ là không còn hoạt động nha bạn.
và những cái chạm sạc mà hiện dòng chữ màu xanh nè, cổng sạc sẵn sàng nè, thì những cái chạm sạc này các bạn sẽ sạc được ha. Ở đây thì nó sẽ hiển thị theo vị trí gần các bạn nhất ha. Các bạn bật định vị lên cho nó thì nó sẽ hiện cái vị trí mà cái chạm sạc gần nhất các bạn là sẽ nằm đầu tiên, còn những chạm sạc tiếp theo thì vị trí nó sẽ xa dần đi ha. Thì ở đây mình sẽ tìm đến chạm sạc gần nhất. Cái cổng sạc còn trống là cổng sạc sẵn sàng là 16/20 nè, thì có nghĩa là cái này chỗ này là nó còn 16 cổng sạc nha bạn. Đã có 4 cái cổng là đã được có xe sạc rồi ha. Và cái này là cũng chỗ ở Vincom Quang Trung luôn nè ha. Đây gần nhất thì chỉ có Vincom Quang Trung thôi ha. Mình chọn vào thì khoảng cách từ đây qua đó là 7,3 cây. Thì pin còn 24%. Thì các bạn chạy 7,3 cây nữa thì nó mất khoảng tầm 6-7% ha. Trong khoảng đó 6-7% đổ lại thôi. Đó là cách để các bạn tìm đến chạm sạc ha. Còn nếu mà không có chạm sạc nữa thì mình nhờ quán cà phê, nhờ nhà người dân ha bạn. Mình sạc thì mình trả phí thôi, quán cà phê thì mình trả 10.000 20.000 gì đó. Dạ đúng rồi, em giao đắng rồi. Trả tiền cho bên kia, nó trả tiền em rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà thôi có gì vậy không? Dạ cảm ơn chị. Em giao bên chỗ thì Hải, Tân Hải đúng không? Không, lưu lo gì á. Để nhận lưu lo. Okay. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Đang chia sẻ vụ sạc pin các bạn ha. Dừng lại mình chia sẻ cái vụ sạc pin thì cái chị nhận hàng lúc nãy các bạn. Chị gặp mà chị hỏi chị tiếp cho 20.000 cũng được. Dư sức cho các bạn sạc 20.000 thì sạc đầy tầm khoảng 12-13.000 à. Bây giờ pin hết rồi thì mình sẽ tắt áp ha. Thu nhập là 435.000 chưa trừ các bạn. Mình sẽ tắt áp, mình chạy tới Vincom Quang Trung mình sạc ha. Ở đó thì giữ xe miễn phí. Cái chỗ đó là cái chỗ của anh em tài xế quay về rất là nhiều. Về văn phòng nộp lý tư pháp và đăng ký cũng ở đó luôn á. Thì bây giờ sẽ quay về đó sạc ha. Cái vị trí mà gần nhất mình nha. Gần mình nhất nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ tắt áp đi ha. Thì sau khi mình vào hầm thì mình mở cái áp lên và mình quét cái mã QR nha các bạn. Thì trên những cái cây, những cái trụ sạc thì có cái mã QR. Và nó có 4 cái cổng ga tùy theo trụ nha các bạn. Thì các bạn chọn vào một cái cổng ga thì nó chuyển sang cái đèn đỏ đó, thì các bạn lúc này các bạn cắm sạc vào ha. Các bạn quét trước, quét mã QR trước thì sau thì cũng được. Mình thường thì ưu tiên quét trước ha, để mà mình biết chính xác là cái trụ đó có hoạt động hay không. Tại vì có nhiều trụ là lúc mình cắm vô xong mình quét đó, thì cái trụ nó lại lỗi các bạn. Thường là mình sẽ quét trước để mình chắc chắn là cái trụ đó có hoạt động rồi mình mới chuẩn bị cục sạc mình cắm điện vô ha. Đó, thì sau khi bạn cắm điện và các bạn chọn sạc thì nó sẽ nhảy thời gian và cái quá điện ha, và cái số tiền của mình phía bên dưới luôn nha các bạn. Thì các bạn có thể theo dõi từ xa bằng điện thoại ha. Bạn đi uống cà phê, đi ăn ở đâu đó thì các bạn vẫn có thể nhìn qua điện thoại của mình là xe đã sạc bao nhiêu cái quá điện và bao nhiêu tiền rồi ha. Sau khi mình sạc ở hầm Vincom ở Quang Trung và Giáp xong thì pin bây giờ là 95% và bắt đầu qua ngày mới rồi bạn, cho nên là cái giá tiền của ngày mới là bằng không hết rồi ha, và chưa có cuốc nào. Thì cũng lần đầu tiên mình sạc ở hầm gửi xe của Vincom ban đêm nha bạn, lần đầu tiên mình sạc gần đây luôn á. Cái phí là gần 12.000 nha bạn. Thì chắc lúc mình sạc đầy á, thì cái phí nó dao động chắc khoảng 13.000 ha. 13-14.000 mình cho pin tuột xuống dưới 20% á. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay á. Và hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo của mình nha. Kỳ năm mới rồi, chúc các bạn dồi dào sức khỏe và bình an ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ha.